Dạ Toàn xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn ạ. Dạ Toàn rất vui khi gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trên kênh Hoa Kiển Phạm Toàn 99. Dạ hôm nay Toàn chia sẻ cách chẻ rễ mai quý anh chú anh chị. Thì một rễ nó thành 4 5 cọng rễ nha quý anh chú anh chị. Thì cây này lúc trước cũng ít rễ quý anh chú anh chị. Như lại nó bị phá rễ á, cho nên hôm nay Toàn sẽ làm lại quý cô chú anh chị ơi. Thì đây toàn chẻ 1 1 2 3 4 5 6. Một rễ toàn chẻ được 6 rễ quý anh chú chị. Đó. Ở đây toàn chẻ đầu tiên là này ha. Rồi sau này mấy cái mấy cọc này bự nè, toàn sẽ chẻ tiếp tục. Toàn chẻ ở đây, như ở đây. Như đây luôn thì một rễ nó thành 6 rễ quý anh chú chị. Thì toàn chẻ đều hết luôn quý anh chú chị ơi. Những cây này toàn o chừng nào nó đẹp á, nó đẹp này toàn sẽ đem tiếp tục ra mùa hè luôn. Cây này toàn khoảng 2 3 tháng nữa toàn sẽ đem ra hè đó. Thì đây thì toàn chuẩn bị cái dao nó dày không dày mà nó mỏng cũng không mỏng như anh chị, nó cũng vừa trẻ ha. Còn nếu như mình trẻ này mình sử dụng bằng cái dao cắt giấy á thì nó dễ bị hư rễ với anh chị, nó mỏng mà nó bén nữa. Mình trẻ thì là mà cái mình sơ ý á, thì nó lãi nó sẽ bị đứt rễ, nó sẽ cái rễ mình không đẹp ha. Ở đây thì toàn vừa trẻ xong, đây cũng vậy luôn. Thì cái chỗ nào cái vết trẻ thì hiện tại nó đang ra rễ non rất là nhiều nữa chú chị đó. Cái chân chỗ cái tỳ mà nó bị sần sừ á thì nó sẽ ra ngay chỗ đó với chú chị. Thì quý cô chú anh chị các bạn nào muốn cho cái mai của mình mà nó ra bộ rễ đẹp á, thì mình sẽ ví dụ mà cái cọng nó dài quá quý chú anh chị đó. Cái cọng nó dài mà nó xung đột á, nó không có rễ lụa á, thì mình sẽ ngắt bỏ phần này ha, để mình coi một rễ coi có rễ nào suông không. Toàn sẽ ngắt rễ cho quý cô chú anh chị các bạn xem. Này rễ bên này nó cũng đều rồi, rễ này nãy toàn mới kéo lên nè, kéo lên giờ toàn cũng sẽ đè xuống. Như toàn ví dụ mà cái rễ này nó ngay nè anh chú chị hả, nó ngay xuống á, đây toàn sẽ móc lên coi nó được nhiều nhiều cái chùm như này ha. Cái phần này thì nó không có đẹp cho nên thì mình sẽ để nó tầm khoảng bằng đầu đũa ăn rồi mình sẽ chẻ tiếp tục luôn. Tại vì cái phần ở dưới này nó có rễ lụa nè. Thì thí dụ mà nó rễ nó ít, cái đầu này nó ít quá thì toàn sẽ cắt ngang cái phần này để cho cái phần này nó ra rễ ha. Cắt chừa khoảng 4 5 phân chứ anh chị, sau này nó sẽ túa ra một chùm rễ trắng này. Còn cái phần này thì cái này mình cắt thôi, mình để luôn cũng vẫn được. Cái này mình đừng cắt ha, mình chỉ ngắt ra thôi. Ngắt ra cho nó có tỳ thì nó mới ra rễ lụa, còn nếu như mình cắt nó ngọt thì nó cũng nó ra được ít hơn là cái mình ngắt ngắt ngang ha. Còn này toàn vẫn để luôn chú chị, để sau này tầm khoảng nó bự hơn đồ đủ ăn toàn sẽ chẻ cái phần này luôn. Bây giờ toàn sẽ để trở lại. Thì cũng có nhiều nhiều anh em yêu cầu toàn làm cái cách nào mà để cho cây mai của mình nó rễ đẹp á, thì mình làm theo cách này quý chú chị. Thì cây mai của mình nó khoảng 7 8 rễ đi, mình làm có thể ra khoảng mấy chục cọng cũng vẫn được không chú anh chị đó. Chân cái phần rễ này nó dài quá nè, cái cọng này nãy nó dài suông xuống mà nó không rễ lụa, toàn sẽ ngắt bỏ phần này, toàn ngắt nó hơi lên trên chút xíu ha. Cây này khoảng 2 3 tháng sau thì mình sẽ bứng ra ngoài hè luôn chú anh chị. Cây này nó bằng ngón tay cái à. Thì toàn chẻ không được 3 cây. Ở đây thì một rễ nó thành 4 nè. Ở đây toàn chẻ 2 lần nữa. Còn ở đây một cọng. Ở đây một cọng nữa toàn sẽ chẻ tiếp tục luôn với chú anh chị ơi. Dạ rồi, toàn cũng vừa mới chẻ được 2 rễ với chú anh chị. Ở đây rễ ha, cái phần rễ này nãy toàn chẻ nè. Rồi tiếp tục toàn chẻ phần này luôn. Mấy rễ lụa này toàn bứt bỏ với chú anh chị. Mấy cọng này treo treo mình bỏ ha. Còn ở chân cái phần này thiếu rễ nè.
chân này phần này thiếu rễ thì được rồi, toàn lấy cái dao toàn khử nhẹ thôi, khử nhẹ ra xong rồi toàn để tự nhiên chứ toàn không bôi thuốc ha. Đó, khử nhẹ ra thì chân này nó sẽ ra thêm cọng rễ nữa chứ không chị. Đó, cọng này cọng rễ phụ ha. Thì cũng có nhiều anh em thích chơi rễ nhiều, nhiều anh em thích chơi rễ ít, nhưng mà mình thấy rễ nó càng nhiều quá thì nó chỉ dày ở trong phần này thôi, còn ra phía bên này thì nó thừa lại quý chú anh chị. Đó, thì mình sẽ làm cho nó dày hết là từ trong đây tới ngoài này luôn. Thì cái giới cách này thì toàn cũng chia sẻ cách cũng dễ làm quý chú anh chị, mà mình làm phải khéo tay mới được ha, mình làm cái thao tác chậm thôi, càng chậm càng tốt quý chú anh chị. Nếu như nhanh quá thì mình lãi nó đứt hết một khúc nè. Đó, lại nó đứt tầm khoảng là 1 cm cho đến 2 cm nha chú anh chị. Đó, rồi toàn lấy lại cái phần này. Đó, toàn kéo nó lại. Đây là toàn kiếm cây. Đó, toàn lấy nó lại. Ví dụ như được rồi, cái để toàn coi cây này được nhiều rễ chính ha. 1 rễ, 2 rễ, 3 rễ, 4, 5, 6. Đã gọi thì nó bị rễ nó không đẹp á, thì nó chỉ có 1 2 3 thì mấy cộng này mới ra đây thôi. Đó, thì nó có 3-4 cộng thôi, mà toàn làm bây giờ nó tầm khoảng là, thì một cộng này nè quý chú anh chị, một cộng này toàn làm ra được 4 nè, 1 2 3 4. Thì sau này cái rễ này nè nó tròn lại tầm khoảng sau khoảng từ 4 cho đến 5 tháng thì nó sẽ kéo, nó tròn lại. Thì trong vòng khoảng nửa tháng thì cái tế bào da nó sẽ kéo cái này, thì trong vòng 4-5 tháng thì cái này nó sẽ tròn lại ha. Cũng tùy theo cây nữa quý chú anh chị. Nó chặn cái phần này, chặn cái phần này nữa. Hiện tại giờ nó kéo tới bào da rất là mạnh luôn nè quý chú anh chị. Thì cái phần này thì sau này tầm khoảng là 4-5 tháng nữa toàn sẽ chẻ hai cái rễ này ra, nó thành 4. 1 rễ nó thành 2 nè, 2 rễ thành 4, 4 rễ thành 8, thì toàn sẽ cho nó đều ở phía bên đây luôn. Đó. Thì cây này lúc trước thì nó có hai được 3-4 cọng rễ quý chú anh chị, bây giờ toàn làm ra nhóc trơn nè. Được rồi, toàn khử trong này, giờ nó ra rễ lụa nè. Rễ lụa này mình nuôi từ từ, nó cũng vẫn bự nha quý chú anh chị. Đó, thí dụ mình muốn cho rễ ra chân này, đó, mình nhích nhẹ một tí thôi. Lấy mũi dao nhích nhẹ thôi nha quý chú anh chị. Thì cái này mình có thuốc kích rễ mình tha vô thì càng tốt. Mình chích chỗ nào là mình tha thuốc kích rễ vô thì nó ra sẽ ra chỗ đó quý chú anh chị. Đó. Thì cái phần này toàn đã chẻ xong. Một rễ toàn sẽ chẻ thành 3. Đó, bên đây thì cái phần rễ này khoảng vài tháng sau cho cái này nó tròn lên, nó bự lên. Đó, cái này mình rút cây ra được rồi. Thì mấy cái nào cũ á thì mình rút cây ra được thôi, nó bị nấm quý chú anh chị, mà mới đây nó bị trắng luôn nè. Thì cái phần này toàn sẽ cho nó bung ra một lần nữa quý chú anh chị, bung ra toàn đẩy cái cây này vô rồi toàn thấy nó càng ngày nó càng khép ha. Thì mình thấy cái cây này nó bị nấm trắng nè, bị nấm trắng thì mình rút cây này ra, mình cho cái tre này vô, tre này thì nó còn cứng ha, cho nó bung ra càng xa càng tốt nha chú anh chị. Bây giờ hiện tại này cái rễ này mình vẫn chẻ cũng được nè, mình nó chưa có tròn cái rễ phần này lại đó, còn cái phần này mình cũng chẻ cũng được luôn. Cái phần rễ này nè, phần rễ này hiện tại thì bên đây cái phần này nó thiếu, mình chẻ ra thì càng tốt nha chú anh chị. Đó, sau đây toàn sẽ chẻ cái rễ này nha quý chú anh chị. Dạ rồi, vậy là toàn đã chẻ xong cái phần này quý chú anh chị. Sau đây toàn sẽ cho nó bung ra ha. Đó, toàn sẽ cắm mấy cây này chính giữa cho nó bung ra hai bên luôn. Cái phần này thì cái rễ nó càng nhỏ thì nó càng mau tròn, còn rễ nào bự bự thì mất thời gian tầm khoảng từ 5 cho đến 6 tháng nó sẽ tròn lại. Còn những cái rễ này nè thì trong vòng khoảng 10 ngày cho đến 15 ngày thì trời nắng thì càng tốt chú anh chị, nếu như trời mưa thì nó sẽ chậm lành tí xíu ha. Thì trong vòng thì tầm khoảng là từ 3 cho đến 4 tháng cái rễ này nó sẽ tròn, còn rễ này hơi lâu chút xíu, mà hiện tại giờ rễ này đang kéo tới bào trắng nè chú anh chị, tới bào da nó kéo trắng sát trơn nè. Đó, thì cũng có rất nhiều anh em yêu cầu toàn có cái nào mà phương pháp nào mà chia sẻ hay á thì toàn sẽ chia sẻ lên. Thì bây giờ toàn thấy cái nào hay và hữu ích toàn chia sẻ ha, chứ toàn không có giấu nghề quý anh chú anh chị. Nếu như chia sẻ nhiệt tình thì cũng có nhiều anh em phản đối là không cho toàn chia sẻ cái này, nhưng mà cái vấn đề này là do cái quyền của YouTube thôi, do những cái quyền chính sách của YouTube thôi quý anh chú anh chị. Ví dụ mà YouTube cho phép mình đăng lên thì mình cứ việc đăng lên, còn cái nào mà YouTube nó không cho phép á, thì mình sẽ xóa bỏ, thì mình vẫn để cái clip này cho quý cô chú anh chị các bạn. Mình làm
bất cứ cây nào cũng được, nhưng mà cái ngoại trừ cái cây nguyệt quế. Nguyệt quế thì nó rất là cái lâu lành cái rễ với chú anh chị. Còn đối với mai này thì nó rất là mau lành ha. Đó. Thì cây này Toàn đã làm xong với chú anh chị. Thì rễ này Toàn đã kiểm tra xong. Còn cái phần rễ này sau này nó sẽ tròn lại bằng cái bự hơn út. Toàn sẽ chẻ hai rễ này ra thành 4, hai rễ thành 8. Đó, còn những cái rễ bên đây thì sau này Toàn sẽ chẻ tiếp tục luôn. Đó. Để cái cây này vô bị nấm. Tí xíu nữa Toàn sẽ tưới thuốc mà vừa chẻ này xong. Ví dụ mà trời nắng càng tốt cho anh chị, mình chẻ vào buổi chiều ha, mình không nên chẻ vào buổi sáng. Buổi sáng thì trời nắng á thì nó sẽ dễ bị mất sức cái cây. Cho nên mình chẻ buổi chiều thì nó giữ cái độ tươi của cây rất là mạnh ha, nó tầm khoảng là 60-70%. Còn nếu như mình chẻ buổi sáng thì nắng á, nắng thì nó sẽ làm cho cái mai của mình héo. Đó. Cho nên Toàn sẽ chẻ vào buổi chiều. Rồi Toàn đã làm xong cái này ha. Thì cây này Toàn làm hổm gà là hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là ít rễ nè, Toàn sẽ làm cái phần này. Đó. Còn tiếp tục Toàn sẽ làm cái cây bên đây luôn. Toàn sẽ bắt đầu chẻ, tại vì cái rễ này nó quá dài nhưng mà nó không có chi nhánh ra. Mà cho nên Toàn chẻ lấy cái phần này với chú chị, cái phần này hồi nãy Toàn chẻ lệch cái này nó chút xíu là đứt cái rễ rồi. Mình thí dụ đứt ngang đây cũng không sao, mình vẫn từ đây Toàn chẻ lên đây tiếp tục. Đó. Ở đây thì một rễ Toàn chẻ thành 4 ha. Thì nó mất cái thời gian tầm khoảng là từ 4 trên 5 tháng thì hai cái phần rễ này sẽ tròn lại. Đó, cái này hình tam giác ha. Ở đây một mặt, đây một mặt là hai mặt. Là đây một rễ. Một rễ thì phải ra phía này là 1 2 3 4. Tiếp tục bên đây luôn. Bên đây cái phần này Toàn cũng mới chẻ ha. Còn cái phần này Toàn chẻ trước nè, lúc trước là 1 2 lúc trước là 1 2 3 4 ha. Còn rễ này chỉ mới ra sau này thôi là 4 rễ. Thì hiện tại là 4 rễ, giờ Toàn coi thử là bao nhiêu rễ nha mấy chú anh chị. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Bây giờ Toàn chẻ được 15 rễ ha, còn đây hai rễ nữa là 17 rễ. Thì hai rễ này thời gian sau Toàn sẽ chẻ tiếp tục luôn. Đó. Thì cũng có nhiều anh em nói chẻ cái này cây nó bị mất sức hay không. Thì nó vẫn mất sức bình thường mấy chú anh chị. Nếu như mình biết cái cách mà chăm sóc á thì cái mai của mình nó sẽ lớn bình thường chứ nó không bị chai cây ha. Đó, còn cái phần rễ bên đây. Phần rễ bên đây tầm khoảng là từ 2 tháng nữa Toàn sẽ chẻ được. Tại rễ bên đây nó quá nhỏ thì Toàn chẻ nó sẽ lãi quăng bên thì cái rễ này nó sẽ bị đứt nha mấy chú anh chị. Đó. Cây này thời gian sau thì Toàn thấy cái này nó lành á thì Toàn sẽ đem ra hè luôn. Đem ra hè tại vì phía mà hè của Toàn thì cũng nói chung là rộng thì nói chung là cũng chung chung thôi, cũng vừa đủ mình trồng cây mấy chú anh chị. Đó. Thì đây thì cũng một rễ. À, phía trong này là một rễ, Toàn cũng chẻ ra được là 1 2 3 4. Đó. Thì cũng có anh em ở xứ nhà, có một anh đó thì anh hỏi chẻ cái này vào cái tháng nắng, giờ tháng mưa, tháng nào là tốt? Thì theo Toàn thì Toàn chẻ tháng nắng. Tháng nắng thì mình chẻ vào buổi chiều thì nó sẽ tốt cho cái rễ mai ha. Còn mình chẻ vào cái tháng mưa, thí dụ mà mình chẻ rồi mà mình không có tưới thuốc chống thối rễ và xử lý giá thể, thời gian sau thì cái rễ này sẽ bị đen. Đó. Thì với cách mà chẻ rễ này á thì Toàn cũng rất mong quý cô chú anh chị các bạn làm theo cách này thành công ha. Thì một rễ mình chẻ có thể là một rễ mình chẻ có thể 4 hoặc 6 8 rễ. Đó. Thì đây một rễ Toàn chẻ được 4 nè. Thời gian sau cái phần này tầm khoảng 5 6 tháng nó bự lên chút nữa, Toàn vẫn chẻ tiếp tục luôn. Chẻ tiếp tục thì cái này nó ra tầm khoảng mười mấy rễ mới làm biết bên đây nha mấy chú chị, làm biết bên đây Toàn chưa tính nè. Đó. Thì giờ này mình chẻ vào buổi chiều là mát gự với chú anh chị. Rễ này thời gian sau Toàn sẽ chẻ tiếp tục luôn. Toàn hiện tại giờ Toàn nuôi cho lớn ha. Thì mình biết cách chăm sóc, biết chẻ rễ mai thì biết cách chăm sóc thì cái mai của mình nó vẫn lớn bình thường chứ nó không bị chai hay hoặc là nó bị mất sức cái cây ha. Rồi Toàn để tranh thủ cái video. Trời, chữ mưa tới với chú anh chị. Này bữa nào cũng mưa hết. Thì đây Toàn sử dụng thuốc. Thì thuốc này Toàn cũng không có rành về tiếng Anh ha, cái này là Bavimin Gold 18-7WG. Đó, thì Toàn sử dụng cái này là tháng thư nè, tháng trắng này kia, xương mai thối trái, móc xương, vàng lá. Thì mình sử dụng mình tưới cái này, mình tưới cho cái cây này, cây mai bự trước với cây mai xù trong đó. Thì Toàn tưới hai lần thì cái lá nó xanh mướt rượt luôn mấy chú anh chị, cái lá xanh vàng luôn.
với lại cái rễ nó cũng vàng rất là đẹp ha. Rồi Toàn quay lại với cái này. Cái này thì Toàn cũng cho quý cô chú anh chị các bạn xem luôn ha. Cái đây nè quý chú anh chị, ở đây thì Toàn trẻ nó có dứt tỳ nè, dứt tỳ thì nó ra nguyên chùm rễ lụa ở phía này đó. Này mình không có sức thuốc kích rễ ha, nếu như mà có thuốc kích rễ mình sức vô đây thì càng tốt quý chú anh chị đó. Để Toàn lấy cái này Toàn sẽ làm cho quý cô chú anh chị các bạn xem ha. Thí dụ mà chăng cho cái phần này nó bị thiếu rễ nè, cái này thì nói chung là nó đủ rồi, nhưng mà nó có cái độ thưa của nó thì cũng còn. Chích nhẹ này thôi. Mình lấy cho nó ra luôn chú anh chị. Đó, thì mình làm hai ba giống gì thì mình úm lên, thì cái này trời mưa thì nó chậm ra rễ quý chú anh chị. Cái này trời mưa thì nó chậm ra rễ tí xíu ha. Thì mình làm kiểu này, mình như mình khuấy ra cho nó lấy cái mũi dao chích vô á, thì cho nó có tỳ như nè. Thì mình làm vào tháng nắng á, tháng nắng mà nắng luôn không có mưa ha, thì chăng cái phần này nó dễ rất là ra rễ nha quý chú anh chị. Đó. Thì đây thì Toàn chuẩn bị thuốc nè. Thì trước khi mình bư ra mình không có tưới nha quý chú anh chị. Cái này mình bư ra rồi thì nãy Toàn trẻ ra xong hết Toàn tưới cái, tại vì nãy Toàn quên là tính là không có quay, nhưng mà mình nhớ trực lại cũng có một hai anh em thì cũng điện cho Toàn hỏi sao mà Toàn trẻ mà thấy cái tế bào da nó kéo rất là nhanh, mà sao ảnh trẻ mà cái tế bào da nó vẫn nằm y chang vậy. Tại vì ảnh trẻ được rồi là cũng ngay đợt mưa anh chung chị, thì cũng nói chung là Toàn nghiệp cho ảnh ha. Thì ảnh trẻ ngay đợt mưa thì cái tế bào da này nó sẽ chậm tí xíu. Chẳng thà mình làm vào tháng nắng, mình làm buổi chiều, nhưng mà mình chịu khó mình tưới xương nước, tưới xương xương đó thôi, vậy mà cái tế bào da nó kéo rất là nhanh đó. Cây này nói chung là tầm khoảng vài tháng nữa Toàn quay lên cho quý cô chú anh chị các bạn xem lần nữa ha. Cây này thì một rễ nha quý cô chú anh chị. Chân này Toàn trẻ trước lần này, thì cái độ khít của cây này nó cái này kéo tới bào da không sao, Toàn không có sợ nó khít lại ha. Thì một rễ này Toàn trẻ ra nè, 1 2 3 4 5 6, thì một rễ Toàn trẻ được thành 6 nha quý cô chú anh chị đó. Cây này được rồi, Toàn cũng tém nhánh cho nó nè, tém cho nó thoáng để cái cây của mình ít bệnh nha quý cô chú anh chị. Còn cắt thằng này khúc để mình lấy cái thằng bằng cho cái cây. Thí dụ mà cái gốc nó càng to, cái gốc càng to thì cái đọt nó càng nhỏ, thì mình nhìn cái cây mai rất là có duyên và đẹp với chú anh chị đó. Rồi sau đây Toàn sẽ tưới thuốc lên với chú anh chị đó. Mình tưới một cái mình vô giá thể mình tưới thêm cái nữa. Cái này mình tủ hay mỏng mỏng thôi chứ không dày hung như chú anh chị, tại vì rễ nó bự rồi. 3 gâm mục nè. Ví dụ vào tháng mưa này mình để cái cỏ nó lên cũng không sao anh chú anh chị. Cỏ nó lên trong mô đặng nó hút nước tiếp cái cây ha. Tháng nắng mình vẫn để luôn, cũng tùy theo cái đợt mà mình để ha. Toàn sẽ úm lại. Úm lại thời gian thì Toàn sẽ quay cho quý anh chú anh chị và bạn xem. Thì cây này Toàn làm cách đây tầm khoảng là Toàn làm cái trẻ rễ là 15 ngày. Để chạy ra tầm khoảng 20 ngày quý chú anh chị. Đó. Rồi Toàn sẽ tưới lên cái nữa quý chú anh chị. Toàn sẽ tưới hai lần ha. Thuốc này mình tưới nhiều vẫn không sao nha quý chú anh chị. Toàn tưới ngay bên đây luôn. Rồi để Toàn tranh thủ Toàn làm video, mưa Toàn đang kỉnh tới luôn rồi. Toàn sẽ tranh thủ Toàn làm cái video này cho quý chú anh chị bạn xem. Thì đợt sau này Toàn thấy cái nào mà nó hay và hữu ích đó thì Toàn sẽ vẫn chia sẻ tiếp tục lên, sẽ tiếp tục lấy cho quý cô chú anh chị các bạn cùng xem ha. Rễ này rễ hồi nãy Toàn kéo lên nhưng còn nằm đây nè. Rồi Toàn xong Toàn sẽ tưới thuốc lên cây nè, tưới lên cây luôn, tưới lên cây ướt cây càng tốt anh chú chị. Tại vì mình tưới lên cái cây này là cho cái nước mà nó rỉ xuống từ từ, cho nó rỉ xuống từ từ, mà cái chỗ nào mà mình tưới nó không đều á. Rồi phía bên đây luôn.
Rồi Toàn sẽ úp cái thể lại. Thời gian sau thì Toàn làm cái cây này lúc trước thì nó chỉ là có 3-4 rễ thôi. Bây giờ mình làm cũng mười mấy cọng rồi. Lúc khoảng 2 tháng trước mình làm một cái video mình thấy nó hơi cực kỳ. Còn bây giờ mình thấy cảm thấy cái nào mình làm được thì mình làm chứ mình hết ngại với chú anh chị. Bởi vì là mình cái nào mình chia sẻ được thì mình chia sẻ ha. Thường thường nó nói là sư phụ là không truyền hết nghề võ cho đệ tử. Người ta chừa là một chiêu nhưng mà Toàn vẫn chừa, nhưng mà Toàn thấy cái nào được được thì Toàn cũng vẫn chia sẻ luôn. Chứ Toàn không có chừa ha. Thì mình cũng chẳng biết cái vấn đề đó, nhưng mà Toàn thấy cái nào làm được mà YouTube mà nó chấm mình được thì mình cứ làm. Còn cái vấn đề mà ai bàn tán xôn xao thì cái vấn đề mà Toàn chả ghẻ gì thì mình cũng không quan tâm. Ai làm. Còn Toàn cảm thấy vui và được hạnh phúc mà được chia sẻ cái chân thật gửi đến quý cô chú anh chị các bạn là Toàn cũng rất vui và hạnh phúc. Là thứ nhất. Thứ hai nữa thì cô chú anh chị và các bạn cũng biết cách chăm sóc mai và mình cũng biết làm ghế mai ha. Thì cũng có một số anh em nói là chia sẻ cái gì rồi sau này mảnh ai nấy làm mai hết rồi ai bán cho ai, nhưng mà cái vấn đề đó thì Toàn vẫn hiểu. Nhưng mà lúc trước cái thời gian trước á thì sau này cũng vì cái đó mà cái khiến cho mình nó áp lực, nhưng mà mình buông bỏ thì nó cảm thấy nó thoải mái đầu óc lắm đó. Giờ Toàn buông bỏ cho nên Toàn chia sẻ gì luôn. Như là xong Toàn sẽ tứ thuốc cho cái nữa quý anh chị. Thì Toàn tứ là từ dưới gốc lên trên luôn ha. Cây cuối thì Toàn sẽ cho cái nước đẫm luôn. Vậy là xong mấy chú chị ơi. Đây Toàn sẽ gom đồ lại. Thì cái dạng như mà thuốc mới này nó nhiều cái hoạt chất hơn là cái Glimingon như mấy chú chị. Thì nói chung là thuốc này thì mình cũng tứ mà xử lý giá thể và chống nấm, phòng ngừa bệnh, nó giúp cây sinh trưởng rất là mạnh với chú chị, mà cái rễ nó vàng, nó giống như là Glimingon ha. Cái này là 3 Glimingon 18-7WG. Toàn sẽ mời quý chú anh chị các bạn thăm cái cây mai con xù của Toàn ha. Cây này lúc trước thì mực cũng cho Toàn với chú anh chị. Cây này là cây mà dạng như cắt đu chuột rồi á, mà cái cây lúc trước thì nó tầm khoảng bơi lớn nè đó. Thì Toàn mực cho Toàn thì đem gì thì Toàn cũng nuôi ở trong cái chậu C8 á. Toàn nuôi thời gian Toàn đem ra ngoài trồng luôn, là cái bộ rễ nó tầm khoảng mười mấy cọng chú anh chị. Để Toàn dở cho quý cô chú anh chị các bạn xem ha. Mấy rễ treo Toàn bứt bỏ hết chú anh chị ơi. Mình làm nhẹ nhẹ tay ha. Rồi Toàn sẽ múc miếng nước Toàn tứ lên cho quý cô chú anh chị các bạn xem. Giá thể nó hơi đen á. Ở đây cây này cũng mười mấy rễ nha quý chú anh chị. Thì có quý cô chú anh chị và các bạn nào có mua mai xù Singapore á thì nữa liên hệ qua số điện thoại của mực ha. Số điện thoại của mực là 0971203949, cũng là số Zalo của mực luôn quý chú anh chị ơi. Bên mực có giao lưu là mai sữa rễ, cây bự và cây con giống đã cắt đuôi chuột và chưa cắt đuôi và chưa cắt đuôi chuột quý chú anh chị. Đã cắt đuôi chuột và chưa cắt đuôi chuột. Thì mỗi cây bên nhà vườn của mực giao lưu với giá là cây cắt đuôi chuột mực giao lưu với giá là 20.000, đơn hàng 300.000 thì mực cũng sẽ bao ship toàn quốc của chú anh chị. Đặc biệt là quý cô chú anh chị các bạn nào mua từ 50 cho đến 70-80 cây thì mực sẽ tặng thêm chai thuốc kích rễ ha. Chai tầm khoảng 50cc với chú anh chị. Thì chai đó 3cc cho 1 lít nước với chú anh chị. Còn như thêm cái phần mà cây chưa cắt đuôi chuột bên nhà vườn của mực bán với giá là 15.000 một cây, đơn hàng 300.000 thì mực cũng bao ship luôn với chú anh chị. Địa chỉ và số điện thoại vườn mai xù Singapore của mực Toàn sẽ để đầy đủ bên dưới phần mô tả để cho quý cô chú anh chị các bạn biết để liên hệ với mực mua cho mình những cây mai đẹp ạ.
Nhà Toàn cũng không quên lời cảm ơn và chúc sức khỏe gửi đến tất cả quý cô chú, anh chị, các bạn trong suốt thời gian qua đã ủng hộ cho Mực ha. Nhà Toàn cũng xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Như hồi nãy Toàn cũng khử khử lên cách sau mà nó đứt cái rễ trên, thì nói chung là cũng hên nó đứt cái rễ treo phía trên ha, còn ở phía dưới rễ nữa nè. Cây này cũng được 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, đang rễ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, nó tầm khoảng 23 con rễ chứ anh chị. Đó, thì Toàn sẽ cắm cố định này lại ha. Cây này tầm khoảng hai mấy rễ nha mấy chú anh chị. Cây này thì Toàn làm cái dáng nó hơi đổ chút xíu ha. Toàn trong cây này tầm khoảng là tháng mấy với chú anh chị. Hai mấy con rễ thì thời gian sau thì Toàn sẽ nuôi tầm khoảng 2 tháng nữa cho rễ nó bự thì Toàn vẫn chẻ giống như cây kia. Coi rễ nào bự thì Toàn chẻ trước ha. Chẻ thì nó chạy ra tầm khoảng là hai mấy cho đến 30 con rễ với chú anh chị. Đó. Đây rồi, sau đây Toàn sẽ lắp lại với chú anh chị. Đó, thì rất mong quý cô chú anh chị các bạn ủng hộ cho nhà vườn của Mực ha. Thì cái nào Mực cho Toàn thì Toàn sẽ giới thiệu lên, còn nào chú đen thì cái phần của chú đen thì Toàn sẽ giới thiệu sau ha. Thì mấy tới giờ Toàn cũng chưa còn trồng được mớ bên chú đen này. Thì giờ còn mớ bên chú đen thì Toàn sẽ tiếp tục Toàn trồng, Toàn sẽ giới thiệu cái vườn mai của chú đen luôn ha. Thì chú đen thì nói chung là gia cháu của Toàn với chú anh chị, tại vì mình thấy chú lớn tuổi thì mình kêu bằng chú ha, kêu bằng chú em với chú anh chị. Sau đây Toàn sẽ lắp lại cái phần này ha. Dạ rồi quý cô chú anh chị, thì hôm nay Toàn cũng có chia sẻ cách mà chẻ rễ mai mà một rễ nó thành khoảng 5-6 cộng. Thí dụ mình chẻ nó một rễ thì mình chẻ tầm khoảng 8 cộng nhân được, mà thời gian nó mất thời gian tầm khoảng là cũng 5-6 tháng ha, 2 tháng mình làm lần hoặc là 3 tháng mình làm lần. Thí dụ một rễ mình chẻ lần đầu là ra 6, lần sau mình chẻ ra 12 cũng vẫn được là một bên rễ nha mấy chú anh chị. Thì nó làm cho cây mai của mình nó sẽ tạo rất là nhiều rễ. Còn cái vấn đề mà chia cành á, thì nói chung là chia cành chắc cũng có anh em thì cũng gành này, Toàn không có chia, Toàn cũng chưa chia sẻ cái phần này ha. Cái phần mà cách để làm cho cái chia cành của nó đều mà lùng lực thì Toàn sẽ làm tiếp tục thêm một cái video. Và về sâu bệnh hoặc là làm kiểu bonsai thì Toàn sẽ chắc có thể là Toàn cũng mua một cuốn sách Toàn học, thì mình cái gì mình cũng học trước qua một lần rồi mình mới biết với chú chị. Nhưng không mà mình đâm ngang thì mình cũng không hiểu gì cho mấy ha. Thì con quý cô chú anh chị các bạn nào thấy video của Toàn thấy hay và hữu ích đó, thì tặng xem xong thì tặng cho Toàn một like, một đăng ký, một chia sẻ để ủng hộ tinh thần và động lực cho Toàn ha, để Toàn có tinh thần những video tiếp theo sẽ hay hơn. Dạ còn bây giờ Toàn cũng xin khép lại cái video. Dạ cuối video Toàn xin mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc ạ. Dạ Toàn cũng xin hẹn với các chú anh chị các bạn vào những video tiếp theo. Dạ bây giờ thì bye bye. À, cái này Toàn cắt cũng lâu rồi nè. Đây kéo tới bào da trắng tư rồi. Thì hai rễ sau này Toàn sẽ làm ra được 8 cộng chứ anh chị. Mình sẽ đặt mí dao trong phần này, Toàn sẽ chẻ lên đan đường. Này à. Rễ này lúc trước thì cũng không có rễ này cũng cần chẻ được rồi nè.